đầu máy này, đầu máy mới chỉ 995.000 một cái đầu máy như thế này thôi. Mình có thể mua về mình đổ qua máy xịt nước, hay là cái đầu máy cắt cỏ cái bác GX35 bị hư á, mình về mình lắp vô như bác đây, phụ kiện nó các bác nhìn. Đầy đủ như thế này, này là đầu mới cho các bác. Cái này 995.000 một đầu thôi. Em về số lượng rất là nhiều luôn nha các bác. Máy này là máy 4 thì, máy mới nha các bác. Đó, máy mới 4 thì em về rất là nhiều. Mình cứ đặt hàng thoải mái, không có sợ hết hàng luôn các bác. Tại đợt này em về nhiều cho các bác luôn. Đó, mình xem thông qua các bác. Đó, quá đã. Đây, để em xay rõ cho bác xem kỹ hơn nha. Này máy mới 4 thì nha các bác. Quá đẹp luôn, 995 thôi. Đó, em về nhiều lắm. Còn dưới trên đây thì em nhập về thêm cho các bác. Tại vì em thấy mình ở quê, mình hay sử dụng những cái mẫu này nè. Mình tới giường rồi đó. Mẫu này là mẫu 4 thì. Và bên đó màu vàng là 2 thì như các bác. 2 thì nó sẽ là 1.550.000 cho các bác. Máy rất là xịn luôn. Khách em chốt được lượng dưới máy này nên em mới về. Còn máy 4 thì ở bên đây, máy 4 thì bên đây là chỉ có 2.450.000 thôi nha các bác, 2.450.000. Còn đây 2.550.000. Máy này làm gì? Máy này về mình có thể mình có nó đầy đủ ống phụ kiện như thế này các bác. Đó, phụ tùng đầy đủ cho bác rất là nhiều. Trong đây giấy hướng dẫn đồ về mình gắn vô, xong rồi mình đi tưới vườn. Những cái vườn cây của bác như là những cái vườn cây lớn mình tưới tay thì lâu quá, thì mình sắm một cái máy này về. Mình tưới máy thì nó tiện với nó gọn hơn nha các bác. Với lại nó rất là dễ sử dụng luôn. Này là máy mới. Máy bơm nước bằng xuồng, mình thả dưới nước cho nó trôi ở dưới luôn, không có cần phải xách đi nước cực cho bác. Tại vì bằng xuồng mà nó có cái này, mình để dưới nước xong rồi nó sẽ nổi lên cho bác. Mình giật máy, mình khởi động xong rồi mình gắn ống như thế này đầy đủ vô. Mình gắn vô xong mình đi xịt vườn rất là tiện luôn. Một bộ có những gì? Một bộ của nó sẽ gồm có dây nè, cái này là cho các bác mình pha xăng nè các bác. Đó, xăng. Rồi cái đầu xịt nè, đầu xịt nhiều loại như thế này các bác, hai loại. Đó, với những cái này là cái các bác mình lắp lại nó có đầy đủ luôn. Cái đầu tháo ghi cho các bác với cái lục giác để mình tháo những con ốc ở trong. Đây, chỉ là cái bộ hướng dẫn của nó các bác. Có cái quặng cho các bác mình chế xăng luôn nha. Đây, hướng dẫn là nó có nguyên một miếng hướng dẫn nhiều như trong đây luôn. Đó, mình cứ yên tâm đặt hàng đi, có gì thì bên em sẽ hướng dẫn thêm cho các bác nhà mình nha. Đó, đấy là con này. Con này là máy 2 thì là 1.500.000, ủa là 2.550.000. Còn máy 4 thì bên đây là chỉ có 2.450.000 thôi bác. Đó, mình nghe kỹ giá giúp em nha bác. Đây GX35 nha bác, cái đồng máy nó còn xịn luôn, lắp vô xài xịt siêu xịn luôn. Dạ, lấy mà có bị hư múa đầu này gắn vô cũng được. Ví dụ nhà các bác mà mình có bị hư cái đầu này như thế này, mình mua cái đầu khác mình lắp vô vẫn được nha bác. Lắp vô vẫn dễ dàng. Đây, em có những cái đầu đó nha các bác thấy. Về hàng thì em về số lượng nhiều cho các bác, mình đặt hàng dễ hơn, không cần phải hót hàng, không cần phải đợi nữa. Em chốt lượt lượt liền cho các bác luôn. Đó là những cái mẫu mà em về hôm nay. Các bác nào mình xem mình có cần những cái mẫu này cứ liên hệ bên em. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình xem video của em từ đầu đến cuối và lắng nghe em nói. Đó, tạm biệt mọi người. Ôi, cái đầu máy bể.